là hoa trong giỏ. Không, ý tớ là ừ, hoa vàng trong giỏ. Hoa vàng trong giỏ. Vậy ý kiến của bạn về về tác phẩm nghệ thuật này như thế nào? À, theo tôi đầu tiên phải đánh giá là tiêu đề. Tiêu đề thực sự rất là chính xác với cả tác phẩm. Nó bám sát với cả tác phẩm nên nó thực sự đây là hoa màu vàng ở trong một cái giỏ. Bạn có biết đây là hoa gì không? Đây là hoa vàng. Ồ, thật là một trải, thật là một nhận xét đầy đúng đắn. Bạn có biết tại sao hoa nó lại nở nữa không? Giải thích không? Ứng động bạn ạ, ứng động. À, ứng động. Tôi biết sáng nay bạn đã vừa mới học được bài này trong giờ sinh học sáng nay. Vâng, đây để tôi giải thích cho bạn tại sao cái hoa lại có thể nở. Mời bạn. Hoa nở vì đầu tiên nó có cánh. Hoa hút nước từ dưới lòng đất, nước nó chuyển lên trên cánh và trên đỉnh sẽ nặng nhất, đỉnh nặng nhất nó sẽ ngả xuống. Nhầm đến cái chỗ hở thôi. Cậu để yên, cậu không bằng chuyên gia đâu. Đỉnh hoa nó rất nhiều, đỉnh của cánh hoa nó rất nhiều nước nên nước nó sẽ nặng xuống và cánh hoa nó sẽ tễ ra. Thì bạn thấy tác phẩm nghệ thuật này sẽ đứng mấy ở trong CN cái quốc này hôm nay? Tôi thấy rất là khả quan là có thể đứng. Bạn có nghĩ là sẽ đồng hạng tư không? Không, tôi nghĩ nó sẽ trong top 5 bạn ạ. Ok, tôi cũng nghĩ như thế. Chào bạn, bạn là...